Em thích men anh, 6 múi á. Ủa anh có 6 múi không anh? Anh có tập tạ hồi 6 tháng trước anh có tập nhưng mà nó dồn lại một múi thôi. Vậy hả? Thấy được đó. Thôi vậy cũng được, anh xài đỡ cũng được. Không nhậu nhiều sao về nhậu với em? Trời. Trời chết quá anh ơi. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn cùng chơi. Mình tên là Trần Kế Toàn. Năm nay mình 32 tuổi thì mình hiện là làm quản lý nhà hàng. Bạn quê ở đâu Toàn? Dạ, em ở Sài Gòn luôn chị. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em chào chị, em chào anh Quyền Linh, em chào mọi người. Em chào anh bên kia, em tên Lê Thị Kiều Dân, em 26 tuổi, quê em ở Bình Định. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên kế toán chị. Mình giới thiệu luôn một chút về bản thân mình, điểm mạnh, điểm yếu của em. Dạ điểm mạnh của em á là em là người hơi cá tính. Nói chung là em thích cười, em hay cười và dễ tạo tiếng cười. Đi đâu với em mà em trúng ổ rồi chị, là em cho cười thoải mái, bồ lăng bồ lết luôn chị. Bữa nay chị cũng hy vọng em sẽ trúng được cái ổ nha. Dạ nói chung em là người ưa sạch sẽ gọn gàng chị. Ai mà về mà em thấy bề bộn á là em cứ càm ràm để đến khi nào mà dọn cho em được là thôi. Dơ dơ hơi hôi là không được phải không? Dạ. Gì nữa không em? Điểm yếu của em là em hay nóng tính. Em nóng tính thì em không thể kiểm soát được cái lời nói của mình á. Có khi em sẽ nói làm cho người đối diện á nó phật ý, nhưng mà khi mà xong em lạnh lại á là em sẽ suy nghĩ lại. Nếu mà em sai á thì em xin lỗi, mà nếu mà em đúng á em bắt xin lỗi lại em. Thôi. mình chưa biết đúng sai rồi mình làm cái hồi mình phát hiện ra mình sai mình có thấy quê không? Dạ không chị, chai mặt rồi chị, tới xin lỗi luôn. Nghe giới thiệu bên kia cô gái cá tính ha. Rồi, mời bạn giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của mình. Điểm mạnh em là em luôn cảm thấy bản thân em hài hước, làm người ta vui. Đặc biệt là em rất là nhây. Nhây là sao em? Dạ, giống như có một câu chuyện ví dụ như anh hỏi anh làm vậy hả? Anh làm vậy hả? Em hỏi hoài luôn. Tức là đến khi anh cười thì thôi, anh không cười thì em không nói nữa. Khuyết điểm của em thì em tắm lâu lắm. Lâu là khoảng lâu dạ có khi hơn nửa tiếng. Ủa em làm gì vậy chồng? Dạ em tắm à, nhưng khi mình tắm kỹ á chị Cát Tường. Kỹ là sao? Thí dụ em làm gì, thí dụ người ta ào xong xà bông lên chị phải chi tiết gì luôn hả chị Cát Tường? Hả? Tức nghĩa là em gỡ đầu á chị. Ấy đại loại nhỉ. Chắc bà đứng cái bông mà gãi từng ngón vậy quá gỡ đầu quá phải không em? Dạ không à. Hay là hát múa gì vậy chồng? Tắm từng ngón chân ngón tay này kia nữa đúng không? Lâu rồi. Trời đất không ơi. Sao tắm lâu cũng sao, hao nước chút thôi. Nói chung hai bạn này là cũng hoành tráng lắm á. Bạn này Toàn, vọng bạn hai bạn này dân, tức là Toàn dân. Hai bạn này gặp nhau cười đâu, hai bạn thử nói chuyện qua lại nhau coi ai chọc trúng ổ ai trước qua ai cười. Em trải qua được mấy mối tình rồi? Dạ em được 2 mối tình anh. Anh thì được hơn em, mà không ấy là anh được 3 mối tình rồi. Nhiều á. Dạ. Hơi nhiều quá hen. Em thích nhất gì về đàn ông? Em thích men anh, 6 múi á. Ủa anh có 6 múi không anh? Anh có tập tạ hồi 6 tháng trước anh có tập nhưng mà nó dồn lại một múi thôi. Vậy hả? Thấy được đó. Thôi vậy cũng được, anh xài đỡ cũng được. Rồi ngoài chuyện 6 múi em thích nhất gì về đàn ông? Em thích đàn ông ga lăng. Được không? Gà lăng. Dạ được à, dưới rồi chị. Em không thích đàn ông gia trưởng với lại bảo thủ. Em không có à? À được. Có không? Được. Anh có không? Dạ không à. Được. Nhậu nhẹt gì không em? Anh có nhậu nhẹt gì không? Dạ có. Hả? Có nhiều không? Dạ không à. Không hề. Sao dạ luôn rồi cưng? Dạ em run quá chị Cát Tường à. Không nhậu nhiều sao về nhậu với em? Trời. Trời chết quá anh ơi. Gặp đối thủ à. Em thua cái vụ đó bên bạn gái đó. Thua rồi hả Toàn? Thua bó tay rồi. Trời. Ủa anh thích cô gái như thế nào? Anh thích con gái có cái chất. Chất đó hề? Ờ đúng chất rồi. Chất là sao? Nó ngông ngông á. Là khùng khùng điên điên á hả? Gần giống vậy. Trời ơi. Được không? Dạ được, em có chút chút vậy, không có khùng quá đâu. Ủa anh có thích là con gái nhõng nhẽo không? Không em, không. Ủa, anh không vậy? Thích con gái nhõng nhẽo, anh không, tức là tính anh nhây nhưng mà anh rất ghét gái nhây. Chứ ví dụ mà em nhây vui á, còn mà em về em nhây. Anh biết đầu lắm, anh chịu không nổi. Lỡ đâu em vậy rồi sao? Hay chịu luôn chứ sao giờ. Em có một cái mẫu hình lý tưởng nào về bạn đời của em không? Em ngoại hình sống được à? Đừng có tròn quá là được à? Còn mấy người ta nó múp ma múp miếp dễ thương mà. Múp thôi nhưng mà đừng múp quá. Bạn đó chỉ cần là ngoan thôi. Nhưng mà đừng hiền quá, phải giữ dữ một tí. Cách tính một tí là tốt rồi. Ngoan là sao? Kiểu như là tâm tầm tứ đức á chị. Vậy là quá ngoan rồi đó. Cả đó. Rồi giờ bạn gái thích mẫu người lý tưởng sao nè? Em thích chững chạc, trưởng thành xíu.
kìm được cái tính lầy nhây của em là được rồi. Lầy là lầy sao nữa? Dạ, nói chung là em bắt chấp á chị. Em hay làm liều á. Làm liều sao? Ví dụ như là bảo hôn mà ảnh không hôn, em hôn ảnh. Ví dụ hẹn hò đi, rồi cái em đứng em đợi ảnh hoài, sau trước cửa đầu hẻm không thấy ảnh ra, cái em đi vô nhà ảnh em coi ảnh có bị gì không mà sao lâu tới chỗ hẹn quá vậy. Dạ. Cái em vô nhà ảnh cái thấy ảnh đang còn tắm trong phòng tắm, anh đứng đợi hoài 15-20 phút anh cũng chưa ra. Dạ. Thì giờ với mức độ lầy của em là em làm gì? Em phá cửa em vô chị. Vô luôn. Được. Được không? Khá được tính chị. Mạnh mẽ. Được đường đấy. Nào đường nào không thấy thì chị thấy trước cũng được sao đâu. Ồ, dữ nha. Tôi sợ cô rồi đó. Ngoại hình của em thích ngoại hình như thế nào không, qua coi nè. Dạ em thích người cao hơn em khoảng 1m65 trở lên, bề ngoài thì gọn gàng tươm tất là được, tại vì em cũng ưa sạch sẽ. Rồi, nhìn, hiểu rồi. Nhìn dơ dơ là em cho out luôn á. Đúng rồi, còn gì nữa không? Dạ hết rồi chị. Nhiều đó thôi ha. Dạ. Thấy không? Thấy ok không? Râu ria xồm xoàm nhưng mà không biết có dơ không. Thì đó, nhìn coi coi. Tắm nửa tiếng. Sợ lắm chị. Yên chắc là chị cũng ngồi nhổ râu hay đếm râu gì đây. Cao nhiêu? Dạ em trên 1m7. Sao mình cũng tròn, mình không thích người ta tròn. Hơi hơi thôi chị, em thích hơi hơi lắm á. Rồi bây giờ định giờ chừng nào lấy vợ? 6 tháng năm ai ấy luôn là được nè. Ai ấy là gì? À, cái tìm hiểu á, xong rồi chị nếu như tìm hiểu xong rồi để mình lấy luôn người cũng được. Rồi sống thử được không? Có cần sống thử không? Ai sao không được chị? Đàn ông mà. Thử đâu không lấy. Có chứ chị, em có trách nhiệm, chị nhìn em là man mà. Man liên quan gì có trách nhiệm? À, tức là đàn ông man là người ta phải có trách nhiệm gia đình. Chị đẹp thiệt luôn á, chị đẹp thôi. Chị biết mà. Em không có ngay bằng chị đâu, em đừng có giỡn. Bỏ ngay nha. Làm khó quá đúng không? Yên tâm, có anh liên quan coi mình là gái thế nào coi ngay. Em chào anh gái. Dạ. Ôi, dễ thương quá. Ai cũng nói vậy trơn. Ai cũng nói vậy hả? Không, anh nói chơi mà. Không, nói chứ dễ thương. Không, anh nghĩ đây là một người cá tính đấy. Nói vậy chứ không phải vậy đâu nha em. Những người nào ta nói ra thấy dễ nhưng không phải dễ đâu. Làm thử đi anh. Cái này khó à. Em ghét gì nhất ở người đàn ông khi mà về sống chung? Em ghét tính đi bo, bụng xỉn hay em ra lệnh cho người khác. Em trai em kia có tính đàn bà không? Dạ không ạ. Không. Kỳ bo có không? Ừ, cái đó chắc chắn không ạ. Hay đổ lỗi cho người khác, chỉ đạo người khác có không? Dạ không luôn à. Vậy với quản lý nhà hàng không chỉ đạo làm gì? Em chỉ bảo vậy nhưng mà làm thôi. Em không ra lệnh, em không ra lệnh à. Được. Anh này cũng dễ thương, nói chung nãy giờ anh cũng hài hước lắm. Em cũng là một con người cá tính mà cũng vui. Dạ. Anh nghĩ rằng hai người cũng hợp đấy. À, nếu như mà đồng ý thì em, ảnh đồng ý hẹn hò, em đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu thì em có thể cho anh bước tới? Nếu được thì làm liền quá. Trời dễ thương quá. Anh chịu quá đó. Làm luôn nha. Em có đi chung người thân không? Dạ, hôm nay em đi với em gái, mấy chị đồng nghiệp với lại trợ lý của em. Thật. Có trợ lý nè hả? Dạ có. Làm gì có trợ lý ghê vậy? Dạ, tại vì từ buổi casting tới bây giờ là chị lúc nào cũng đi theo em á chị. Em gái trước đi. Em ruột á hả cưng? Em ruột đi. Dạ em thấy thì anh cũng được, chắc cũng hợp với chị của em. Có gì không ổn không em? Thấy mặt em vẻ nhăn nhăn vậy, em không ổn chỗ nào em nói đại đi. Chị em thì thích đàn ông hơi trưởng thành mà. Em thấy anh thì nói hơi nhiều. Vậy là chưa trưởng thành đó, ý ta nói vậy đó Toàn. Dạ, thực sự là đến cái chương trình này thì việc mà chia sẻ với nhau quan trọng là cái điểm vui trước. Còn sự trưởng thành của người đàn ông không đánh giá với nhau là từ 1 hoặc 2 phút. Nên anh nghĩ là như vậy. Anh nghĩ anh đến tuổi anh đủ trưởng thành để anh xây dựng một cái gia đình. Rồi, tới cô trợ lý coi sao. Trợ lý theo bữa giờ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng với quý khán giả tại trường quay. Thì Dân ơi, chị thấy anh mình này rất là hài hước, lanh nữa và rất là hiện đại, chị thì lại thấy là rất là hợp với em. Nói về Dân á thì em nói thiệt là Dân á là một cây cười của công ty, cho nên là nhiều khi đang làm trong một cái môi trường rất là căng thẳng và bế tắc vậy đó, thì chỉ cần Dân nói một câu thôi thì cái không khí căng thẳng nó không còn, nhưng mà công việc thì vẫn bế tắc. Sao bạn Toàn, lực lượng của mình đâu? Dạ hôm nay em đi với lại đồng nghiệp của em. Dạ chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào khán giả trường quay. Anh Toàn là sếp của em. Cũng như anh Toàn nói, anh Toàn là một người hòa đồng, vui vẻ, ảnh trưởng thành. Mình sếp ha. Chị theo ảnh thì em nghĩ là ảnh không làm chị buồn đâu. Ảnh có cái tật xấu gì nãy giờ anh chưa khai nữa không?
sếp em thiệt nha, không có định sếp nói đại đi, ông không có làm gì em đâu lo. Dạ không, biên bản á chị ơi. Biên bản hả? Dạ. Ghê vậy. Dạ không, em giỡn thôi chứ ảnh tốt bụng với lại rất hào phóng. Rồi, rồi cảm ơn em. Cũng được, cảm ơn các bạn. Thôi cho cặp hài hước này gặp nhau đi tính ha. Cảm ơn lên đấy. Thời gian không gian này là của em, mời hai em. Cái gì vậy? Cái sao vậy? Không, em cảm nhận về anh như thế nào đúng không? Không, đâu có đâu. Sao? Em thấy anh sao? Dạ, anh thì nhìn cũng ngon. Nói chung là em nhìn anh là chuẩn men đó. Không, không sáu múi cũng được. Em nghĩ sao về kết hôn sớm nó sẽ có vấn đề gì không? Khi mà mới quen nhau một hai tháng mà mình muốn ấy ấy kết hôn á, kiểu vậy. Thấy ấy ấy là sao? Ấy cái kiểu như mình hẹn hò xong rồi mình kết hôn á. Dạ, tại vì em thấy có nhiều cặp đôi á, họ yêu nhau tới 5, 6, 7 năm nhưng mà họ đâu có đến với nhau được đâu. Còn nhiều cặp thì họ yêu nhau khoảng mấy tháng nhưng mà họ hiểu nhau, họ thấy hợp tính nhau thì họ kết hôn thôi. Em chất lắm, chất giống mạnh. Thì anh có nói nhiều không? Thỉnh thoảng thôi. Thỉnh đâu nãy giờ thấy luôn chứ thỉnh thoảng. Nói mà chót luôn. Chị thấy gì chứ em mong manh lắm chị. Bớt nhiễu đi cưng. Chứ là em không nói nhiều. Tức là có một cái vấn đề anh sẽ không nói nhiều nhưng mà anh hay lặp lại thôi. Là có nghĩa là càm ràm á hả? Không, không phải là càm ràm. Tức như là một vấn đề, thí dụ như em dễ thương thì anh sẽ khen em hoài. Kiểu vậy. Đâu, cái đó quá, được, cái đó được quá. Mỗi ngày khen ngày đó anh nói hoài luôn kiểu vậy. Mình hát tặng bạn bài tỏ tình này kia, tình cảm lên trời mình cung lắm luôn á. Ok, bắt đầu được chưa? Được, sân khấu là của em mà. Em cười cười đi, em đừng căng thẳng, anh cung lắm á. Tại vì chưa bao giờ anh ca trước mặt mọi người đông như vậy. Nếu không hát lên nặng lòng gia viên, nếu không nói ra làm sao biết anh thương em. Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ. Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi. Anh muốn hết chị. Tiếp tiếp đi, đang hay mà. Tiếp đi. Anh muốn nữa. Hay. Em thuộc bài như đó. Em còn muốn hỏi anh gì? Đứng hình luôn hả cưng? Vâng. Dạ em. Em biết hỏi gì hết trời. Yêu là một cái cảm giác. Cảm giác là nhìn là thích, kéo màn là ấy ấy cơ xúc lắm luôn rồi đó. Thì hy vọng là sau chương trình này chúng ta có thể đi hẹn hò, chúng ta sẽ biết tính tình nhau nhiều hơn. Dạ. Tôi nghĩ rằng các bạn cũng đã mắt chạm mắt và kể cho nhau nghe một vài câu chuyện nào đó cũng đã gây ấn tượng với đối phương rồi. Bây giờ vấn đề còn lại là chúng ta sẽ bấm nút 3, 2, 1. Bài luôn. Đúng thiệt em, đúng giỡn. Có đúng thiệt không em? Có đúng thiệt không em? Không luôn chị. Nó đúng đâu. Đó. Mạnh dạn lên em. Em trai, mạnh dạn lên. Hiệu em tên là Huỳnh Thị Ngọc Thi. Năm nay em 32 tuổi. Em sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang làm trợ lý phòng kinh doanh của một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn Thi và chào toàn bộ quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Duy, năm nay em 34 tuổi. Em nhà ở Vũng Tàu và hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là kỹ sư dịch vụ cho một công ty kinh doanh về xe cơ giới công trình. Bạn có nói cụ thể cái nghề của bạn là gì? Công việc của em là bàn giao thiết bị, rồi hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa cho khách hàng. Xe công trình là xe cơ giới hàng nặng. À, tức là mấy cái xe cẩu, xe đồ dạ, đó hả? Dạ, đúng rồi. Rồi. Chà, hai bên này cũng có thể hỗ trợ với nhau được nè. Thì có gì đâu, xe du lịch hư lấy xe cẩu tới cẩu về. Hợp lý. Rồi, mình giới thiệu một chút xíu về bản thân mình đi em. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn. Theo mọi người nhận xét thì em là một người sống rất là tình cảm. Khi mà tiếp xúc ban đầu thì có thể là em khó gần. Qua một khoảng thời gian em có thể làm bạn với bạn đó thì em mới thân thiện được với bạn đó, chứ em không thể mà buồn vã được lúc đầu. Nghe bạn gái nói như vậy bạn cảm thấy như thế nào? Thì em cũng là một người như vậy. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Giờ điểm mạnh của em thì thương người lắm. Thấy những cái hoàn cảnh mà đáng thương là em khóc luôn đó. Còn thấy những hoàn cảnh không đáng thương thì sao? Những hoàn cảnh không đáng thương thì không thương. Mình không có miễn bình luận. Sao nữa bạn, còn gì nữa điểm mạnh, điểm yếu? Về việc nhà thì
em đều biết làm hết. Ví dụ như là giặt đồ, phơi đồ, lau nhà, quét nhà, nấu ăn cũng biết chút chút. À, coi như làm hết rồi đúng không? Sửa chữa đồ cũng làm được hết. À, giỏi. Anh Linh ơi. Hả? Hồi nãy em có nghe anh bên đó nói là ảnh rất dễ mau nước mắt. Nhưng mà có một cái em muốn hỏi ảnh là ảnh có thể nói rõ hơn không? Chứ sau này mà gặp ai ảnh cũng thương thì cũng không có được. Đó, đúng rồi. Sao em? Anh lời đi cưng ơi. Thì Thi ơi, anh thương người này á, là em cũng hay xem chương trình như là Vượt Lên Chính Mình anh. Dạ, thì mình thấy có những cái hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn. Thì khi mà đài truyền hình làm cái phóng sự về họ thì có những lúc mình thấy họ khổ quá mà sao họ vẫn cố gắng được. Thì tự nhiên lúc đó không biết sao mà nước mắt mình cứ chảy xuống. Hoặc là đi ra đường thì mình thấy những đứa trẻ hoặc những người già, người ta đi bán vé số hoặc đi ăn xin đó, thì mình cũng thấy thương họ lắm. Cũng cố gắng mua cho họ 1-2 tờ vé số gì đó. Đây là cái tâm đó em. Cái này là dạ, thương người là thương vậy. Về chứ không phải gặp cô nào đẹp cũng thương đâu. Gặp mấy cô gái đẹp có thương không em? Dạ thương chứ chị. Hả? Thương luôn hả? Nếu cô khổ là dạ. Cũng là người vậy. Nói vui thôi. Cái này là ta xác định rõ ràng chứ đâu phải gặp ai thương đâu. Tình yêu thương là dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Mình cảm thấy mình đồng cảm, mình thương. Đó. Yên tâm chưa? Dạ. Không biết bạn có kinh nghiệm gì tình trường nào không? Em có một mối tình cách đây cũng 5 năm rồi. Em cũng đã thành vợ thành chồng rồi. Bọn em đã ly hôn cũng được hơn 2 năm rồi anh. Có con cái gì chưa em? Dạ em có đứa con trai 4 tuổi rồi chị. Nhưng lý do tại sao chia tay vậy em? Bọn em lúc mà quen nhau thì cũng quen vội vàng á, thấy hợp tuổi nữa thì sao biết hợp tuổi? Dạ thì bên gia đình, bên bạn, bên vợ cũ nói vậy. Được có 1 tháng thôi bọn em cưới nhau rồi. Vội vã quá ha. Hoàn cảnh của bạn trai như vậy thì em có cảm nhận như thế nào? Trước khi em muốn có một vài câu hỏi với bạn nè. Rồi em hỏi đi. Anh cho em hỏi là hiện tại giữa anh và cái chị đó có còn bạn bè hay là đã cắt đứt luôn anh? Vẫn thường liên lạc em tại vì anh vẫn hay thăm nuôi con anh á. Hiện tại thì con anh đang sống với anh hay là sống với chị anh? Sống với chị đó. Người đó có gì chưa? Vợ của em thì cũng mới lập gia đình rồi. Rồi khỏe. Lo quá. Liên lạc là vì đứa con. Bắt ruột à. Liên lạc đây là vì mình có đứa con chung thì phải liên lạc. Đúng trách rồi. Nhiệm của làm cha làm mẹ thôi. Người ta cũng có gia đình rồi. Cũng yên tâm em, không có gì đâu em. Em muốn hỏi gì nữa không? Em hỏi đi cho thỏa mãn. Thôi chị có gì em hỏi riêng. Tại mặt em chị thấy còn hoang mang dữ lắm luôn á. Mẫu người bạn trai lý tưởng của em là như thế nào? Cao từ 1m7 trở lên. Có luôn. Không mập, không bụng bự. Có không? Có luôn. Có là có bụng bự hay là không? Người ngồi kế bên mới có bụng bự. Có là có theo yêu cầu của em. Không, em thấy anh Linh là cũng mút rồi, không có bụng bự đâu anh, đừng lo. Gì nữa em? Dạ, không hút thuốc. Có không em? Dạ không anh. Không luôn. Nữa là không gia trưởng. Trong một mối quan hệ thì nếu mà phát sinh chuyện gì hay là như thế nào thì phải nghe ý kiến của hai bên. Chứ đừng bao giờ áp đặt suy nghĩ của người đó lên em. Em không thích. Được không em? Dạ được, cái này em có kinh nghiệm rồi. Có kinh nghiệm rồi. Giờ nói chung chung đi. Có một cái người thần tượng nào, người hình mẫu nào không, nói cho nó gọn luôn đi. Hình tượng người mẫu thì em không có đâu. Tại vì mỗi người một bản tính khác nhau. Nhưng mà về người đàn ông của gia đình á thì em nghĩ là em thần tượng anh Linh. Bên nhà trai thì sao? Bên nhà trai đặt ra tiêu chuẩn bạn gái như thế nào? Nhất là biết làm việc nhà, biết nội trợ, biết quan tâm chia sẻ đó, cho nhau. Không có hay cằn nhằn, chịu thương chịu khó thì rất là tốt. Có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ nữa không? Em không thích người phụ nữ... Dạ, chào chị. Chào em không thích người phụ nữ ghen tuông mù quáng, nhiều chuyện hay gì đó. Công việc mình ổn định không em? Công việc của em thì cũng tương đối ổn định, nhưng mà em hay đi công tác, tại vì xe thời thường là ở các cái tỉnh, nhanh thì 2-3 ngày, còn lâu lâu thì cũng phải cỡ 2 tuần. Cái hướng lập nghiệp của mình sau này là mình có định phát triển cái ngành nghề của mình hay phát triển kinh doanh cái gì thêm không em? Trước mắt là mình làm tốt về bên kỹ thuật á, được thì mình sẽ tập trung thêm bên bán hàng nữa, thì để mình cải thiện cái thu nhập của mình. Mình phải phấn đấu gấp đôi người ta nha. Dạ. Chúc em sớm thành công. Cảm ơn chị. Rồi đến Quang có vài lời với đàn gái thôi. Chào em. Một anh chàng có vẻ không được may mắn lắm trong tình yêu. Anh nghĩ rằng anh ấy cũng đã đủ chín chắn nhìn lại chặng đường vừa qua
đây là một người anh nghĩ rằng rất là hiền, dễ thương. Quan điểm của em á, cái việc mà một người họ đã từng ly hôn một lần á, em thì cũng không định kiến về cái việc đó lắm. Em quen một người, em muốn một người đó là chững chạc, trưởng thành. Và nếu mà một người họ đã từng gãy đổ một lần thì có thể là họ sẽ nhận biết được là họ khuyết ở chỗ nào, để có thể là họ sẽ không có đi vào vết xe đổ đó nữa. Rồi, dạ. Cảm ơn những suy nghĩ chín chắn của em. Thay mặt đàn trai cảm ơn em. Tốt. Mình nghe thêm ý kiến của người thân đi. Hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ, với chị và bạn của em. À, có mẹ với chị nữa. Xin chào Quyền Linh và Cát Tường. Dạ, chào cô ạ. Chào cô. Tính tình đây thì cô thấy là cũng được. Con cái là cô đi làm việc đi xa quá là không biết. Dạ, con chào cô. Cái việc đi công tác xa là cũng đi cùng nhiều người, cùng nhiều đồng nghiệp nữa, không phải đi mình con cô ạ. Lâu nhất là mấy ngày? Dạ, lâu nhất thì cũng khoảng 1 tuần đến 2 tuần. Dạ. Thưa cô, con cũng thường đi công tác xa. Dạ, thường thì cũng đi cả tháng, 2 tháng đó mà cô. Dạ. Quan trọng là bản lĩnh đó cô. Thi ơi, mẹ thấy bạn trai thì cũng được đó, nhưng mà tùy quyền quyết định của con. Rồi, cảm mẹ ơn hiền cô. Quá. Rồi, cảm ơn cô. Mẹ hiền và phúc hậu nữa. Em đi với ai? À, dạ, hôm nay em đi với lại chị gái và em họ. Chị ruột hả? Dạ, chị ruột. Dạ, con chào cô ạ. À, chào anh Linh, chào chị Tường ạ. À, thì đầu tiên thì, à chào em Thi. Nhìn em thì rất là xinh, rất là dễ thương. Chị cảm ơn em là em thông cảm với cái hoàn cảnh của Duy nhà chị. Hôm nay đến đây chị rất là lăn tăn, bởi vì mình không có lăn tăn là về tính cách của nó hay là về công việc hay là này kia. Nhưng mà chị lăn tăn là có thể là bạn gái sẽ không có thông cảm với hoàn cảnh của Duy. Nhưng mà khi mà nghe em nói thì chị rất là vui. Hai em mà đến được với nhau thì tốt, còn không đến được với nhau thì làm bạn với nhau cũng được. Chị vẫn cũng xem em là em và em có thể xem chị là chị. Rồi, bây giờ thì để cho hai bạn gặp nhau ít phút. Kéo màn. Kéo màn lên. Nào, hãy chia sẻ tất cả những gì mình suy nghĩ hai bạn nhé. Đây có mua hoa tặng em. Em có cảm giác nhận gì về anh không? Dạ thì em cảm nhận anh là một người bình đạm, chân thật. Ừ, anh thì thấy em cũng dễ thương. Thì cho anh hỏi là em có cái sở thích gì không? Sở thích của em thích nhất là em thích đi du lịch. Một năm em đi khoảng 5-6 lần là được rồi. Đi đâu đi 5-6 lần, năm dữ vậy em, tiền đâu đi nhiều vậy em? Dạ không, có tiền thì mình đi xa, không có tiền thì mình đi gần vậy. Đi chừng vài cây số cũng đi du lịch vậy. Sở thích của anh là sửa chữa xe cộ, rồi trồng hoa. Nhất là hoa phong lan nè, thích trồng lắm. Hoa này có phải anh trồng không? À không, cái đó anh nhờ khác trồng. Anh thích, sở thích anh là thích đưa những người đi du lịch. À, anh cũng thích đi du lịch nữa, nhưng mà đặc biệt là đi mà bằng xe máy thì anh thích, rất là thích. À, nhà đi phượt ha. Thường cuối tuần anh hay làm cái gì? Ngày xưa thì anh hay dành cuối tuần là đọc sách này nọ, nhưng mà bây giờ thì nếu mà cuối tuần anh ở đây thì anh có thể anh về Vũng Tàu anh thăm con anh, chạy xe ôm. Cũng hay bất ngờ, chạy xe ôm công nghệ á. Xe công nghệ ngày chạy cũng nhiều lắm em, ngày kiếm 3 triệu cũng được á. À, xe này miễn phí luôn không anh? Ừ, tất nhiên rồi em. Dạ. Ủa anh, nãy em có nghe anh nói là anh hay đi công tác đúng không? Đúng rồi, xe nó không có bị hư hỏng gì á thì mình cứ ở đây thôi. Tức là không phải là ngày nào cũng đi. Dạ đúng rồi. Ngày nào có xe hư mới đi. Dạ xe hư hoài. Dạ xe hư nhưng mà nhiều khi công ty cũng phải sắp xếp luân phiên nhau á. Đúng rồi, chứ không phải ai bắt đi hoài đâu. Đặt mình đi không. Mà xe hiện đại giờ nó hư lắm em ơi. Cũng hơn 2 năm rồi, anh cũng không quen ai. Mình anh em mình gặp nhau thì cũng là cái duyên. Rồi anh cũng hy vọng là anh em mình có thể có thời gian tìm hiểu nhau thêm. Thì lúc đó em sẽ hiểu hơn về anh. Anh mong là em sẽ không ngại với cái hoàn cảnh của anh. Suy nghĩ thật kỹ nha các bạn. Nào, chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Cho anh bắt tay với em gái thế nào? Chị lo.
Anh ngưỡng mộ em đấy, một cái người rất bản lĩnh. Chị biết là em còn rất nhiều cái suy nghĩ lăng tăng ở trong đầu. Chị biết và chị cảm nhận được điều đó. Nhưng mà em đã vượt lên được điều đó và nắm bắt cái cơ hội của mình. Hai bạn nắm tay nhau đi. Hy vọng với cái cơ hội đầu tiên ngày hôm nay là cái duyên. Mẹ ngồi đây đúng không? Cũng hơi lo lắng chút xíu. Con nghĩ là cái bấm nút đó là đúng đó cô ạ. Có thể hai bạn ấy sẽ tìm hiểu nhau. Điều gì đến sẽ đến. Đầu tiên ta hãy là những người bạn với nhau. Và sau đó tình yêu nó đến thì con nghĩ hôm nay là một ngày rất đẹp đấy. Mặc dù chúng ta không xem bói. Dạ. Mời nhà trai. Rồi, mời đi em trai. Mời nhà gái. Chúng ta đến với phần giới thiệu của bạn gái nè. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai và quý vị khán giả. Em là Huỳnh Thị Phương Thảo, 31 tuổi, hiện đang làm giáo viên mầm non. Quê em ở Bến Tre và hiện tại em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình ở quận mấy vậy Thảo? Dạ, em ở Bình Tân ạ. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Thi, sinh năm 1990, em quê gốc là ở Đồng Tháp. Nhưng mà hiện tại em đang ở quận 12 ạ. Quận 12. Em cũng có đang làm ở trường ở Bình Tân luôn. Trường gì? Trường Bình Hưng Hòa. Mình làm gì? Mình làm dạ công... em làm giáo viên dạy môn vẽ ạ. Trời ơi, vậy là hai người giáo viên ngồi đây luôn rồi. Vậy là khỏe rồi ha. Coi như mình vẽ cho nít coi cũng được. Dạ, có sự tương quan nhau, hai người cũng có học vẽ nhau. Rồi bây giờ mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Điểm của em đó là em biết nấu được nhiều món ăn, biết lắng nghe, quan tâm và chia sẻ với mọi người. Thì đặc biệt là rất là trân trọng cái tình cảm gia đình, những cái mối quan hệ trong gia đình. Dạ. Rồi còn khuyết còn điểm. Còn khuyết điểm thì em hơi bị rụt rè trước những người khác giới. Vậy thôi hả? Dạ, em thấy như đó. Mình quen với mấy em nhỏ nhỏ nhưng mà mình hơi e thẹn với người lớn, người không quen. Dạ. Cái này nó có cái cách để mình giải quyết vấn đề hết ạ. Dạ, con cũng đã từng học cũng tham khảo rồi cho nên con cũng có sự thay đổi nhiều hơn. Rồi. Vậy có gì sau chương trình cái thầy hỗ trợ cho bạn ấy thay đổi cái khuyết điểm của bạn ấy nha thầy nha. Dạ ok ạ. Dạ. Dạ. Còn, rồi. Bên mình là ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ ưu điểm đầu tiên là con thân thiện, và giúp đỡ mọi người, con biết nấu ăn, hay thích sáng tạo những món mới á, để ai mà có thưởng thức rồi để coi cái mức độ con nấu ở đâu để con thay đổi thêm, để con phát triển hơn thêm. Nhưng những cái món sáng tạo đó người ta có khi ăn thay đổi không? Không? Ăn có không? Cũng có một số món thì vẫn chấp nhận, còn số món thì kêu phải thay đổi, học hỏi thêm. Vậy cũng được. Dạ. Rồi. Còn cái khuyết điểm của con á là con cũng hay nóng tính nhưng mà vẫn kiềm chế được. Dạ. Tại vì trong quá trình làm việc á, thì không phải lúc nào nó cũng phải thoải mái, mà nó cũng có những cái áp lực á, cho nên phải hơi nóng tí xíu. Nhưng mà sau khi nóng rồi đoạn cái con bỏ đi chỗ nào đó có cái không khí thoáng hơn rồi chút xíu lại là con. Tức là mình nóng là mình biết mình nóng ha. Dạ biết ạ. Vậy là tốt. Bây giờ mình nói chút xíu về đường tình duyên đi. Dạ, đối với đường tình duyên của con á, thì nó hầu như là từ nhỏ lớn thì con không có quen ai nhiều, chỉ còn có một cái mối tình đơn phương như là say nắng luôn á, là thời trung học cơ sở, trung học phổ thông. Tại vì cái cô gái này hay giúp đỡ con rồi cũng như trong quá trình học á, lúc bấy giờ con hay bị trầm cảm á, cho nên cái cô gái này đến tiếp chuyện và nói chuyện là con nói cô gái này biết hiểu tâm lý và biết chia sẻ với con, cái con mới sai cô. Rồi sau đó hai người cũng ngồi chung bàn học rồi trao đổi, cô này giúp đỡ con về vấn đề bài tập rất là nhiều. Rồi, nhưng mà con chưa có thố lộ với bạn này, con chỉ là quan tâm với nhau rồi cũng bạn bè quan tâm, hiện tại bây giờ cũng là chỉ là qua cái mức độ bạn bè thôi. Ví dụ như con khó khăn cái gì alo cái là bạn đó giúp, hay là bạn đó muốn giúp đỡ cái gì alo cái là con giúp lại. Dạ, dạ chào thầy. Dạ, ủa chào, thầy ơi. Dạ. Thầy cho học trò hỏi là mình đơn phương như vậy là bao nhiêu năm rồi? Dạ, nếu tính ra thì từ năm trung học phổ thông, nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Thiệt là hết không? Dạ hết. Mình chưa thổ lộ với người ta. Dạ. Mình chưa biết người ta từ chối hay đồng ý mà sao mình biết là mình hết? Tại vì bạn đó thường hay chia sẻ, nói thôi tôi có người yêu rồi, ông cũng nên tìm người yêu đi chứ ông mà cứ độc thân như vậy hoài thì cũng mẹ ông cũng lớn tuổi rồi, cho nên còn cần phải có
có người để quan tâm chăm sóc cho mẹ ông thêm. Có nghĩa là hai người cũng nói chuyện hợp ý nhau lắm, nhưng mà cái vấn đề về tình cảm thì không có tiến tới hả? Dạ không có tiến không tới. Không thể tới. Dạ. Lý do tại sao mình nói? Ừ. Hồi nhỏ con ở dưới quê thì hai nó bị gục rè. Có nghĩa là cái gì con cũng để trong bụng không à. Con không có dám thổ lộ với ai chăng á. Tại cái thứ nhất á là bạn bè hai nó chiêu chọc, nói con nít mới lớn lên mà yêu cái gì. Rồi đòn cái sau đó cái con chỉ biết là chăm chú học. Rồi tại sao bây giờ mình không thổ lộ, bây giờ mình trưởng thành rồi? Không có, bây giờ thì bạn đó bảo rằng á là bạn có người yêu và con cũng mừng cho bạn đó luôn. Dạ. Có bao giờ bạn đó tâm sự bạn đó bị thất tình chưa? Có luôn, tại vì bạn đó cũng quen cũng 2-3 mối tình. Bây giờ dạ. Chị hỏi nè, không dạ. Phải là chị hỏi là vì nhiều chuyện nha. Dạ. Nhưng mà chị hỏi cho nó xong xuôi cái công chuyện. Dạ. Để hôm nay mình bước xuống sân khấu, mình đi về cùng với, nếu như mình đủ duyên, mình dạ. Về cùng với bạn gái á, thì coi như những cái chuyện cũ mình khép lại, bạn gái không cần phải hỏi nữa. Dạ. Mà chị sẽ thay mặt cho bạn gái hỏi. Dạ. Vì cái người bạn mà em yêu đơn phương á, dạ. Bạn ấy không biết tình cảm của em dành cho bạn ấy. Có một số không? Cũng bật đèn xanh với nhau, nhưng mà đều chỉ dừng ở mức độ là bản thân thôi. Tại bật đèn xanh mà yêu nhau tại sao không dám nói là sao? Nó tùy vào cái hoàn cảnh đó chú. Tại vì cái thứ nhất là gia đình hai bên, lúc bấy giờ là gia đình con nó không có được tốt đẹp cho lắm. Có nghĩa là cái điều kiện kinh tế nó không được tốt lắm á. Con chỉ chăm chú vô học. Rồi bạn đó cũng động viên nói ông cố gắng học đi, sau này kiếm người yêu đặng đi tôi đi đám cưới cho ông. Thế là bây giờ chị đặt trường hợp nếu như bạn đó hiểu được cái tình cảm của em dành cho bạn đó rất là nhiều, tại vì cũng từ hồi đi học tới bây giờ mà là nó cũng phải ngót nghét 7-8 năm. Thì bây giờ nếu như bạn ấy trải qua nhiều cái cuộc tình, bạn ấy đi một vòng rồi bạn ấy mới phát hiện ra cái người đó là cái người mà cảm thấy là chân thành với mình nhất, cảm thấy phù hợp với mình nhất, thì bạn đó đặt trường hợp với em thì em sẽ xử lý như thế nào? Tới bây giờ, hiện tại bây giờ tình cảm của em dành cho bạn ấy như thế nào? Cái trường hợp này em nghĩ là sẽ không đến được với nhau nữa. Tại vì em thấy cái tính cách của bạn là không có phù hợp với cái tính cách của em. Cái thứ hai nữa là gia đình của bạn là muốn bạn tìm một cái người mẫu nam là nó ổn định hơn, có nghĩa là kinh tế nó sẽ tốt hơn nhiều. Ngoài ra thì em chỉ nghĩ là bạn thôi, bây giờ em chỉ nghĩ bạn thôi. Nghĩa là bây giờ trong bụng của em thật sự là nó chỉ là bạn thoải mái, dạ, tức là dạ. Em đã xác định rồi đúng dạ, không? Xác rồi. Định rồi em mới đến chương trình này. Ok. Chị Ngọc Lan chỉ sợ là bạn ấy vừa nói giờ thôi đi đâu hết, giờ thôi anh em với anh... Rất nhiều trường hợp như là vậy. Không, quay trở lại bởi vì không. Cái mối tình nó lâu quá. Đúng dạ, rồi, dạ. Rất nhiều trường hợp dạ. Như vậy và bạn nam á, bạn nam vì cái tình yêu đơn phương mà bạn nam không xác định được dạ. Đó là cái gì, đến khi mà bạn nữ cái mối tình đơn phương đó bật đèn xanh một cái là bạn nam mới nhào phát hiện ra à đây là người mình yêu. Đúng chứ rồi. Còn cái người này để là cái người mình lấp khoảng không, trống không đó thì cái, cho nên là chị mới hỏi dạ. Đường tình duyên đường. Sao bên đây dạ, là thì, còn Trinh Nguyên đó dạ. Em thì em cũng bên kia Trinh Nguyên thì bên em cũng rất là trong trắng, tại vì thực ra em cũng chưa có mối tình nào. Thôi hay vậy. Sao uổng vậy em? Em có cảm thấy phí thanh xuân của mình không? Dạ thì lúc trước em cũng có tìm hiểu một vài bạn, nhưng mà sau đó thì thấy nó không phù hợp cho nên mình kết thúc sớm luôn. Em gái, bây giờ một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Dạ thì mẫu người lý tưởng của em thì ngoại hình thì chỉ cần dễ nhìn thôi. Quan trọng là tính cách là phải là một người chín chắn, có công việc ổn định, biết quan tâm và chia sẻ, biết yêu thương và bảo vệ em. Rồi, bên đây có đủ luôn. Bên đây đủ, dễ thương. Bên đây là cái gì cũng có hết trơn á, có chín chắn luôn. Đúng rồi. Điểm gì không thích ở đàn ông? Dạ, điểm không thích là lăng nhăng, cũng như là cái sự mập mờ ở bên đó. Cái điểm này khỏi phải lo bên đây. Dạ, không à, dứt điểm mà cái gì chắc chắn cái đó. Cái gì dứt điểm ở đó. Dạ. Thì sát bên là còn lăng nhăng nữa. Yên tâm. Rượu chè. Dạ không ạ. Không có luôn. Dạ, không. Có thuốc không trai? Dạ không. Cà phê, nước đá gì không có gì. Trời, không. Đỡ tốn kém dễ sợ luôn. Không ăn uống gì luôn. Dạ ăn uống thì vẫn bình thường, tại vì ăn quên dạ. Quên dạ tại hai cà phê nước lá thôi, không đá trà đá gì thôi. Còn mẫu hình bạn gái sao, nói cho bà mối nghe. Dạ mẫu hình bạn gái của con là dễ nhìn rồi, không quá mập mà cũng không quá ốm, chỉ cần dễ nhìn là được. Rồi chiều cao thì khoảng 1m45 trở lên được ạ. Dạ thì thấp gì vậy, tại vì con cũng khoảng 50-55 gì thôi. Rồi dạ. Bên đây 42 được không? Dạ được luôn ạ. Thôi thôi chứ chiều cao là ok luôn rồi. Tại vì khi con đến chương trình này cũng có nhiều người nói là đã tới duyên rồi đó, đến đi. Rồi học sinh cũng suối là bảo
thầy đi 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 tìm người yêu đi, con đi đám cưới thầy. Dạ. Thì là sao thấy được không? Tiêu chí gì đủ được không? Nói chung hai bạn này là nó giống như hai cái bánh răng vậy, bây giờ ráp vô khớp chạy. Làm vận gì? Hành cái máy. Làm gì nói máy móc chi mạnh, hai mảnh ghép, hai nửa mảnh ghép đang tìm đến nhau. Thì tại vì tôi không có biết văn chương. Nói gì bánh răng, bánh xe. Bánh thiệt thì nói chung là nói như chung hai. Cái nồi đã có nắp. Nồi. Okay. Có cái điểm gì mình không thích ở phụ nữ không cưng? Dạ em không thích phụ nữ là hay cờ bạc số đề này nọ. Không, cô giáo dạ, không dạ, có. Dạ. Thì, cái thứ không? Hai nữa tóc thì nhộm vàng bình thường thôi, đừng có nhộm lè lẹt quá. Không, với hai nữa trang điểm thì vừa được rồi. Dạ. Được vậy được chưa? Dạ. Không, cô giáo mầm non thì cái gì cũng nhẹ nhàng, nhẹ dạ, nhàng. Chị Ngọc Lê, Lan là quá xinh đẹp ạ. Dạ. Trang điểm. Dạ. Nhiều. Bây giờ mình hỏi kiến người thân coi sao. Dạ. Rồi mình mở rào nha. Cô giáo đi với ai? Dạ em đi với các bạn đồng nghiệp. Dạ chào các cô ạ. À. Xin chào chương trình. Xin chào anh Huyền Linh và chị Ngọc Lan. Hôm nay em tên là Yến Trâm, là đồng nghiệp của Thảo, cũng đã được 5-6 năm rồi, cũng là một khoảng thời gian chơi với nhau tương đối dài. Thảo thì là người dân miền Tây, cái đặc điểm mà nổi bật rất là chân thật. Đảm bảo với các bạn rất là chân thật và bạn sống rất là giản dị, rất là tình cảm. Khi mà làm mà ví dụ như cuối tuần hay lễ thì bạn thường là dành cái thời gian để về với gia đình, với ba mẹ, chịu thương, chịu khó lắm. Ở trong cơ quan làm việc thì luôn giúp đỡ mọi người mà bạn không có kiểu như là không có so đo, mà mình cũng rất là đánh giá cao bạn ở cái chuyện là khi mà bạn nóng tính, bạn biết mình nóng và mình biết cái cách để giải quyết cái chuyện nóng tính để không ảnh hưởng tới người yêu thương của mình. Mình đánh giá rất là cao. Trai bên đây thì rất là chân thật và thấy được cái sự nghiêm túc của bạn ngày hôm nay khi mà bạn đến, bạn chuẩn bị rất là chu đáo để gặp cái người phụ nữ tương lai của mình. Đó, để thể hiện là cái sự tôn trọng của bạn đối với bạn nữ và đối với chương trình. Và đến đây là đã một cái duyên rồi. Thì mình nghĩ là cơ hội đến rồi đó, thì hãy nắm bắt luôn đi. Thì mong hai bạn sẽ cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu. Vì nhìn chung lại thì tất cả chúng ta ở đây thì cũng đều hy vọng rằng những người yêu thương của chúng ta ở đây đều sẽ tìm được cái hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình. Hay quá. Đúng không chị? Cô giáo là nói chuyện tuyệt vời luôn. Bây giờ thì em đi với ai? Dạ em đi với anh họ, anh Đăng Họ. Anh Họ. Rồi. Chào anh Họ. Chào anh ạ. Chào quý vị khán giả, chào chú Quang Linh, chào chị Ngọc Lan. Ý của em cũng như là ý của bạn bên nhà gái thôi. Hai bạn có cơ hội, nắm bắt cơ hội và trao nhau cơ hội. Dạ hết. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn. Ngắn gọn thôi. Nắm bắt cơ hội, trao cơ hội là được. Dạ. Bây giờ mình mở rào. Mở rào thôi. Cho các bạn nắm bắt cơ hội, trao nhau cơ hội nha. Mở rào. Coi như đây là trường của các thầy cô đó. Mình tự do đi. Mời thầy, mời cô. Dạ, mình chào bạn ạ. Dạ, chào. Dạ, gửi cho bạn một món quà. Dạ, dạ cảm ơn anh. Dạ. Em cũng có món quà gửi cho anh. Dạ, cảm ơn bạn nhiều. Em dạ. Đi. Dạ. Đang kêu bằng anh. Em nên đọc cái bài này trên sân khấu đi, nó sẽ hay. Tại vì cái này là tự anh sáng tác luôn á. Dạ, dạ, vậy em đọc. Dạ, hay đọc từng trang nó sẽ có cái cảm giác khác nhau á. Ví dụ như đầu tiên nếu mà mình chấp nhận hẹn hò với nhau thì mình nên đi cà phê. Rồi sau đó mình sẽ đi xem phim. Rồi mình sẽ có một cái cuộc hành trình đi du lịch. Mình dơ lên dạ. Cho khán giả xem luôn nào. Đưa đây chị Ngọc Lan phụ cho. Dạ. Một cái cuốn sách handmade do thầy làm tặng cho cô giáo. Dạ. Đây, rất là dễ thương. Yeah. Rất là mầm non. Cà phê nha. Đây, xem phim nha. Màu tím là xem phim nha. Yeah. Có hôn nhau không? À chưa, đi du lịch nha. Yeah. Rồi, đây là hello, chương trình bạn muốn hẹn hò. Dễ thương lắm, em đọc đi. Dạ, hello chương trình bạn muốn hẹn hò. Bạn gì ơi, mình cho nhau cơ hội nha. Cho Thi xin số điện thoại hoặc số Zalo nha. Thi muốn nấu nhiều món ngon cho bạn thưởng thức. Hi hi. Phòng mong đợi. Phòng anh chiếc bóng một mình. Tìm người thương cảm, kết thành lứa đôi. Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi.
những khi giá lạnh những hồi thu đông. Đêm đêm bầu bạn ấm nồng, gói triều chăn ấm tơ đồng kết nhau. Kết nhau nên nghĩa trầu cao, thủy chung son sắc đượm màu yêu đương. Yêu đương tợ nghĩa mến thương, trao người thương mến tận tường ai ơi. Ai ơi, anh tơ mấy lời, mãi mong tình đẹp trọn đời bên nhau. Nguyễn Văn Thi kính tặng. Dễ thương quá. Rồi. Nếu mà mình có một trải qua một giai đoạn nữa thì mình sẽ tiến xa hơn tình bạn. Rồi cuối cùng mình sẽ đi ăn, rồi đến gia đình với nhau. Đọc cái trang cuối là gì em? Là chúc ăn Tết ạ. À. Trời ơi, đang ngon. Dạ. Đây, trang cuối nè. Trang ăn Tết đoàn viên. Dạ. Check in liên miên, hạnh phúc đông đầy, mãi luôn yêu thương. Dạ. Rất là dễ thương. Ừ, thầy dạy vẽ mà thầy vẽ hai cái này cũng mắc cười quá ha mọi người. Tại vì em bị ảnh hưởng kỹ vô cho học trò của thầy coi đồ. Tại vì em bị ảnh hưởng bởi mầm non á, là nắm mầm non. Đúng ra trang cuối thầy phải vẽ là đi xem phim mà đi ăn này kia, trang cuối thầy vẽ hai chồng đứa con đứng cái gì nó có cái kết cho đẹp đẹp chút xíu. Em cũng bất ngờ là hôm nay em vẽ những cái hình mầm non mà lại là gặp ngay cô giáo mầm non, rất là bất ngờ. Đó là cái hay của chương trình. Yeah. Cái duyên đó ha. Yeah. Có thể mở cái món quà ra. Dạ em xin phép ạ. Dạ món quà của em thì chỉ là một cái cây quạt thôi. Thì quạt như là tạo ra gió và em cũng giống như nó là sẽ thổi vào anh một cái luồng gió mát cho cuộc đời của anh. Dạ. Yeah. Thôi. Cảm ơn, những quà của em rất là có ý nghĩa. Dạ, nó bệnh nó rất là thực tế luôn. Dạ. Bây giờ thầy giáo vẽ nè. Dạ. Cầm tờ giấy, vẽ cô giáo cái coi. Dạ, cái vấn đề vẽ thì nó cần phải thời gian rất là nhiều. Nhưng mà em ở đây em chỉ là phát nét thôi ạ. Dạ. Rồi, phát nếu nét đi. Nếu mà có vấn đề gì mà nó không được hay cho lắm thì cũng thông cảm bỏ qua. Tại vì khi mà chuyên môn thì nó phải cần có cái thời gian. Dạ. Phát nét đi, có nét không? Hồi phát hết mất nét của người ta hết đi. Đó, vẽ là âm nhạc lên nè, romantic. Tăng 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 tăng. Đó, nó chạy nhạc đó. Bỏ cái kiến Covid đi nha. Dễ hồi kiến nó đẹp hơn. Kiến nó nét đó. Dễ sao có râu rồi thầy. Dạ không ai, tại vì phát nét thôi cho nên. Nét này ao quá. Dạ dạ, bây giờ em nói ban đầu là có gì xí xóa vậy. Kệ, lấy dạ. Hình này kỷ niệm nha. Dạ. Lúc hai chồng giận nhau đưa hình này ra đó xưa anh dễ. Không, nhưng mà hứa là sau khi mà hẹn hò sẽ có một cái không gian riêng em sẽ chỉnh chu và. Ý là giờ thầy muốn hẹn hò với người ta chứ gì. Dạ đúng ạ. Thầy dễ gì đâu mà cái kính mờ kính. Thầy dễ cái gì vậy? Giống gái có râu á. Dạ không à, không phải. Nét chưa có xóa. Thầy đang bị áp lực cho nên là thầy không có làm được cho nó trọn vẹn. Em cũng xin lỗi thầy dạy em luôn rồi, tại vì ở đây cái năng lực thì thầy của em biết em như thế nào cho nên có gì xin lỗi thầy trước màn hình ảnh nhỏ. Thầy ơi. Bạn nữ này thì có liên tưởng đến một bộ phim về Thái Lan, có nghĩa là nói về một cái chàng trai này bị lưu lạc ra ngoài một cái đảo và gặp tình cờ một cái cô gái này và sau đó hai người thương nhau và nhờ cái tình yêu này cho nên chàng trai này muốn phát huy được hết cái năng lực của mình là cái hội họa, cho nên cũng hy vọng là nó giống như vậy. Eo biển xanh phải không ta? Không, tình khúc đảo thiên thần ạ. Dạ. À, không liên quan cái gì. Dạ. Nhờ cái động lực mà gặp hai người trên đảo dễ. Dạ. Dễ được của mình. Nhiều cái khía cạnh khác nhau mình sẽ thấy nó thú vị hơn, sẽ yêu đời hơn, còn nếu mà mình chỉ là khép kín một cái đề tài nào đó thì mình thấy mình vô vị lắm. Cho nên hy vọng trong tương lai á, bạn với mình nó đi nhiều nơi và sẽ tìm hiểu được nhiều hơn, nhiều cái nó sẽ hay. Tại vì mình thích cũng thích đi du lịch đó. Đi phượt đi nó tạo ra cái phim. Đi phượt thì nào giờ Thi chỉ đi một mình thôi. Cho nên nó có cái cảm giác gì đó nó hơi cô lẻ á. Cho nên hy vọng là Tết năm nay mình hai người sẽ cùng nhau đi, sẽ có nhiều cái chuyện để nói và nhiều thổ lộ nhiều cái vấn đề hơn. Trong cuộc sống hơn thì mình sẽ học hỏi được nhau nhiều hơn. Em thấy nghe hồi nãy là anh nói là anh hơi bị nóng tính. Vậy khi mà nóng tính thì anh xử lý thế nào? Thì như lúc nãy thì có nói là mình nóng tính, mình biết mình đang nóng tính thì
thường Thi sẽ không có làm tổn thương người người đó đối diện. Cụ thể là sao? Ví dụ như chồng qua thì nãy giờ chưa có có tình yêu cho nên không có biết là như thế nào, chỉ là nóng tính với học trò hay là một số người bạn thân gì thôi à. Nếu mà đối với học trò, nếu mà học trò nó không không chịu nộp bài mà đúng hẹn á thì hơi quát lên một tí xíu. Còn khi mà nếu mà trong dạy học em nóng tính với học trò thì thường em nghĩ là cuộc đời này còn tươi đẹp lắm cho nên là mình không có được làm điều gì dại dột hết. Đúng rồi, tại vì cái cuộc sống này lúc nào nó cũng là một cái màu rất là tươi đẹp, cho nên nó mình phải cảm nhận tất cả các khía cạnh thì mình mới thấy được cuộc sống nó thú vị. Nói gì tình yêu đi hai người hỏi sao đó thì phải vô không có đi không biết xa là ngoài. Em có thích hay là đi xem phim ở gặp chiếu phim hay là đi một cái không gian nào hay là đi cà phê gì không? Thường thì em thích đi không gian mà mở ở ngoài trời hơn là vô trong rạp hay là đi cà phê. À đúng rồi, Thi cũng thích đi ra mấy cái chỗ mà không gian mà có nhiều bụi gặm á. Tại vì bụi gặm ở đây á là nói về cái vấn đề là không khí á nó thoải mái. Dạ. Bụi gặm là sao không khí thoải mái? À, theo em thì hôn nhân là sự kết nối giữa hai người mà phải cùng chung một cái chí hướng. Dạ. Thì ban đầu thì có thể là không ai phù hợp với ai hoàn toàn cả. Phải có sự thay đổi điều chỉnh của cả hai thì nó mới tiến tới sự bền vững hơn. Dạ. Mới gắn bó được lâu dài. Đúng rồi, tình yêu là phải chia sẻ, phải cảm thông chứ không phải là chỉ là mình nghĩ về mình là không đúng. Mình phải là khi mà mình nghĩ về đối tượng có nghĩa là mình đang nghĩ về mình. Thì lúc bấy giờ thì mình sẽ có cái tâm trạng nó thoải mái hơn. Còn nếu mà mình chỉ nghĩ riêng cho mình thôi á thì nó dễ bị đánh mất cái giây phút mà hạnh phúc hiện tại của mình. Rồi. Dạ. Bây giờ á là thầy hỏi khoảng bao lâu thì cô có thể kết hôn được để mình tính mình biết trước. Dạ bây giờ ở đây á thì mình đến cái chương trình này là một cái duyên mà theo như Thi tiếp xúc nhiều người á ai cũng bảo là đã đến rồi, đã tới rồi. À, phải nắm bắt cơ hội đi thì cũng đến đây cũng gặp được em rồi thì nó cũng là cái duyên rất là lớn và Thi cũng không nghĩ rằng đó là giai đoạn này là lại tham gia chương trình như thế này, có nghĩa là mọi thứ nó đều đã có sắp đặt sẵn rồi thì mình chỉ cần là gặp đầu nhau và để tìm hiểu nhau nữa là được. Bao lâu thì qua cái thời gian tìm hiểu thì không biết là em sẽ dự định bao lâu mình sẽ tiến tới và lập gia đình cưới với nhau. Dạ thì em thì cũng có giống như anh là em không biết là em đăng ký từ khi nào luôn thì dạ. Vô tình là chương trình gọi lại thì em dạ. Mới nhớ là mình có đăng ký. Dạ. Mà đăng ký bao lâu rồi cũng không nhớ luôn. Thì chắc là cũng có một cái duyên để mình gặp gỡ nhau. Thì khi tiến tới hôn nhân thì em nghĩ là thời gian á thì nó cũng không phải là quan trọng lắm mà nó quan trọng là việc mà cái tiến độ tình cảm nó đi tới đâu, đúng nó rồi, có rồi. Nhanh hay chậm. Dạ, đúng rồi. Mình có tìm hiểu kỹ hay chưa? Dạ. Rồi mình mới tiến tới hôn nhân. Rồi, quan điểm gì con trai, sinh con trai hay là sinh con gái? Mỗi người quan điểm thế nào? Dạ, cho xin phép Thi nói trước nha. Dạ. Tại vì Thi thấy là trên cái phương diện mà pháp lý thì cứ khuyến khích là hai gia đình hai con thôi. Còn ở đây nếu mà mình thấy cái tình cảm mình nó đủ đầy mà mình có nhiều con thì càng tốt, càng vui. Còn trên tinh thần thì mình cứ hai con để mình còn chăm lo điều kiện cuộc sống của mình nữa, rồi phải có một cái khoản dư ra để mình sau này ví dụ như có một số cái việc như vừa gọi là Covid nè thì không ai mà dự trù trước được cái khoản đó thì rất là khó và thấy dân mình rất là khổ về vấn đề này cho nên mình phải lúc nào cũng suy nghĩ phải đặt ra một cái kế hoạch, mình phải có một cái khoản tiền tích góp rồi sau đó để mình dự trù đó. Rồi thích trai hay gái nói cho bạn gái biết luôn. Theo mình á thì trai gái thì cái nào cũng được tại vì đứa nào cũng thương yêu nhau hết trơn á. Tại vì trên cái ngày xưa thì Thi cũng hay viết những cái cảm xúc cho nhật ký á thì cũng theo cái kiểu là kịch bản rồi có vợ có chồng rồi có trai có gái cho nó vui. Dạ. Dạ. Rồi. Thì em nghĩ thì con cái cũng là duyên thôi, duyên của trời ban, của lộc của trời thôi. Cho nên là mình trai gái thì mình cũng được hết. Yeah. Rồi, bây giờ thầy bước tới nắm tay cô giáo, nói những cái suy nghĩ của mình, cảm xúc về cô giáo thế nào. Để mình nắm tay nha. Anh, đây anh, nói anh nha. Anh đây là cũng là ba mươi mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên á. Nắm tay gái nắm tay bạn nữ luôn. Dạ.
chứ nào giờ thì đi uống nước chỉ là ngồi phản cách để nói chuyện này nọ, trao đổi về vấn đề công việc thôi. Đây là lần đầu tiên thầy, cho nên lần đầu tiên thầy nắm tay một người bạn khác giới của mình mà là một người thì chắc chắn sau này sẽ là người yêu của mình đó. Thầy cảm giác như thế nào? Này là em hỏi theo rất là như em cảm nhận về bạn này thì bạn đổ mồ hôi, có lẽ là do có lẽ là do lên chương trình này bị lo lắng hay là hay tay đổ mồ hôi đúng không? Dạ đúng. Thầy nói cảm xúc của thầy đi, đừng quan tâm đổ mồ hôi người khác. Dạ. Để tôi xử, đổ mồ hôi là tôi xử. Đổ mồ hôi từ phía ở dưới luôn á chị. Đây. Rồi, từ lúc ở dưới luôn. Thầy có đổ mồ hôi không? Dạ không ạ. Rồi. Rồi. Bây giờ cảm xúc của thầy thế nào nè? Thầy đứng lưu lưu em xíu cho cô giáo đứng tiến tới xíu cho nó đó, cho đẹp, đứng giữa cái đèn đó cho đẹp. Giữa trái tim cho đẹp. Về chiều cao cũng như là ngoại hình thì cái gì nó cũng ok hết rồi. Hy vọng là chỉ còn có gật đầu đồng ý nữa thôi. Mình yêu nhau được không? Dạ. Dạ. Thì em nghĩ tới đây cũng là duyên rồi, mình nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi ok. Vậy là theo như công việc của mình á thì Thi cũng tiếp xúc với rất là nhiều giáo viên mầm non á, cũng rất là bận rộn rất nhiều. Nhưng mà thứ bảy chủ nhật có thể rảnh để hẹn hò nhau được không ạ? Dạ thì em thấy bận thì cũng là bận cái thời gian mình đi dạy thôi, còn buổi tối hoặc là thứ bảy chủ nhật thì rất là rảnh. À, vậy là ok, tại vì hiện tại thì mình đang làm việc ở thành phố á, cho nên cái vấn đề mà đến với nhau đi hẹn hò nó sẽ tiện nhiều. Rồi, về chỗ nào? Thật ra tôi rất thích cặp này nha. Đúng. Rất đáng yêu, rất là dễ thương luôn, mộc mạc. Mộc hơn cái chữ mộc luôn ha, thật hơn cái chữ thật luôn. Và thầy giáo gần như chưa có một cái kinh nghiệm gì yêu đương hết. Thầy giáo gần như là nó trong veo vậy đó. Dạ. Lần đầu tiên ba mươi mấy năm thầy mới được nắm tay người con gái. Dạ, lần đầu tiên. Lần đầu tiên luôn. Dạ. Thật ra mình rất là xúc động với những điều đó. Hiếm có người đàn ông nào như thế, ba mấy năm trong đời chưa bao giờ nắm tay người con gái cả. Dạ. Nắm tay trái tim nó có rung động nhiều không thầy? Đập mạnh. Đập mạnh không thầy? Hơi mạnh. Hơi mạnh đúng không? Dạ. Thầy thấy thích không? Dạ, tóm lại là con nói đó là về ngoại hình tất cả đều ok, là thích. Thích không? Không, tức là thầy muốn thích nắm tay cái hoài cảm không? Giác nắm tay đó. Dạ, muốn nắm được nhiều hơn nữa. Thấy chưa? Thật ra thầy á, nãy giờ chúng tôi có những lúc chúng tôi rất là bông đùa để cho không khí nó bớt căng thẳng thôi. Chứ thật sự ra những cái chia sẻ của thầy á, từng ý một nó đều có cái ý nghĩa trong đó. Đều có cái ý nghĩa nó thật là sâu sắc ở trong đó. Nên đây là cái người đàn ông á, rất có thể là che chở, bảo vệ được cho một cái người phụ nữ và thậm chí là hướng dẫn cái cuộc sống đó, tức là cái người trụ cột gia đình. Thầy là cái mình nhìn thấy cái hình ảnh một có người thể trụ tình cột yêu gia đình. Nó chưa yêu đương thầy chú kinh nghiệm đúng thôi rồi. Nhưng trên tất cả mọi phương tiện thầy rất là nhiều kinh nghiệm, thầy rất là nhiều kiến thức luôn. Được không? Được, nói chung là riêng Lan là Lan đồng ý hai tay. Người Lan không biết là thầy với cô như thế nào. Thầy là thấy thầy mê lắm rồi. Không biết nhóm cô giáo kia có đồng ý không ạ? Đồng ý cho tràng pháo tay cổ động cho cô giáo đi. Rồi, bây giờ quan trọng là chúng ta có bấm nút hay không thôi. Cho xin hỏi là tên bạn ạ. Tại quên, hai cái trí nhớ hay quên. Dạ, em tên Thảo. Dạ, Thảo và Thi. Thi Thảo nha, tên rất là hay. Cộng lại Thi Thảo, Thảo Thi, Thảo đi Thi. Rồi, để tay nút bấm đi thầy. Dạ. Nút bên tay trái nè thầy. Tay kia, tay trái. Tay lần đầu tiên. Rồi. Dạ. Cặp đôi này không bấm tôi đè tôi bấm luôn đó. Đúng rồi đó, thôi bây giờ là không có nói năng gì nữa hết trơn. Đếm. Một. Một, hai, ba. Chúc mừng luôn. Bây giờ chính thức mình hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi nào. Chính thức ta đã hẹn hò với nhau rồi đó. Bây giờ ba mẹ Thảo, gia đình đang xem chương trình. Thi nhìn, Thi tưởng tượng gia đình đang ngồi phía trước. Thi nói giờ thưa hai bác, thưa gia đình ha. Dạ. Xin phép cho tụi con tìm hiểu nhau. Dạ. Quen nhau, hẹn hò với nhau. Rồi con hứa vì gia đình gì đó nói cho gia đình của Thảo nghe đi. Dạ, con xin phép hai bác ở nhà. Tại vì hôm nay vì dịch bệnh cho nên gia đình ở bên con cũng không có mẹ con. Có sức khỏe cũng yếu cho nên cũng không có đến dự chương trình. Ở ngoài ra thì hai bác cũng không có dự chương trình, nhưng mà hy vọng hai bác sẽ mở lại cái tập phát sóng này để cảm nhận về con. Tại vì con nào giờ thì đây là lần đầu tiên con rất
Có nghĩa là muốn thể hiện cái tự tin của mình để đến trước cái chương trình để tìm một người bạn nữ, không riêng là để quen cho biết, mà có nghĩa là muốn đi lâu dài hơn nữa, và mới tạo một cái gia đình cho nó ấm cúng. Tại vì nhỏ lớn con hay là trải qua nhiều cái biến cố trong cuộc sống á, cho nên con chưa có cảm nhận được cái hạnh phúc gia đình nó trọn vẹn. Cho nên hy vọng đây là một cái dấu ấn cũng như là một cái trang sách mới để con viết thành một cái cuộc sống nó đẹp hơn. Dạ. Một lời nói rất là chân thành. Tuyệt vời. Xin hai bác cho con ôm Thảo một cái. Dạ, xin hai bác ạ. Dạ. Có cho con ôm xin, bạn ạ. Đúng. Dạ không, mình nắm tay được. Xin đi, xin bác, hai bác đi. Cho dạ, con xin hai bác cho con ôm bà em Thảo nữa. Dạ. Ôm cái. Ôm cái giao lưu đi cho mình ăn nha. 37 năm đó chắc vô. Đứng nguyên. Sao tôi nhớ hồi xưa lúc mới yêu nhau quá trời, nó kiểu thẹn thùng, chặt chút xíu coi sao đứng chứ. Hả? Thầy thấy thôi sao thầy? Thôi ngại. Hả? Cô giáo ngại. Có nghĩa là mình đi hẹn hò nhiều hơn nữa để tìm hiểu cho nó đúng rồi. Rồi. Coi như là một cái ôm giao lưu đó mà. Dạ. Thầy thấy sao? Tại vì cái phong cách của mình bị ảnh hưởng bởi truyền thống Việt Nam. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ thoáng về cái phương Tây, những cái này cũng như là cái ban đầu mình gặp gỡ nhau. Đúng rồi, thầy hay quá. Dạ. Sau ba mấy năm thì nắm tay được rồi nè, ôm một người phụ nữ được rồi. Dạ. Thầy thấy sao? Nó có nghĩa là nó những cái cảm giác nó mới lạ và nó đã tràn về nhiều cái cảm xúc đó. Rồi. Dạ, giống như một bài nhạc nó có lên xuống trầm bổng. Giá như mình nắm tay mình ôm trước đây chín chục năm đỡ ha. Dạ. Hay, tuyệt vời lắm. Cứ giữ tay nhau đi nào Thảo. Cô giáo ngại hả? Đừng có ngại. Trong không, bây giờ là muốn hỏi. Muốn mình hỏi. Lớn tuổi lắm. Đúng, muốn bây hỏi. Giờ tuổi mình đã lớn rồi đó. 91 ạ. Ừ. Dạ đúng. Tuổi còn nhỏ đâu nha. Hỏi cảm giác cô giáo nè. Nãy giờ cô giáo rất là ít nói luôn. Dạ thì em thấy đến đây thì cũng may mắn gặp được một người mà em thấy là khá là phù hợp. Cho nên em nghĩ là sẽ xác định một cái mối quan hệ lâu dài. Dạ. Từ ngoài đó. Thi cũng vậy. Thi nó một khi đã chấp nhận để hẹn hò cũng như là tiến tới một cái xa hơn nữa, chứ không có muốn dừng theo như mọi người nghĩ là dừng ở một cái chỉ là yêu là không đúng, mà mình phải là có cái sự chăm sóc, chia sẻ và một cái gia đình hạnh phúc. Rất hay, rất thích câu nói này của thầy. Bây giờ là chỉ không yêu... phải yêu đơn phương mà yêu thiệt đó nha. Dạ, đúng rồi. Chỉ yêu không là không đúng, mà mình phải xây dựng một cái gia đình hạnh phúc nữa. Rất là hay. Các cô giáo hỗ trợ cho mối tình này nha. Chúc cho thầy cô giáo sớm tìm được tiếng nói chung và sớm về chung một nhà, ăn cơm chung một mâm, thổi cơm chung một nồi, ngủ chung một giường. Vậy nha. Dạ. Chúc hạnh phúc. Dạ. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho thầy và cô. Dạ. Về đọc cho cái bài thơ là hiểu ý của Thi nói gì. Dạ.